chào tất cả các bạn lại trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất là lạ. Đó chính là một chiếc xẻng mini. Một chiếc xẻng mini này là giống như một cái mô hình mà nó có thể sử dụng được nha. Các bạn có thể nhìn thấy xẻng này được cấu tạo bởi 3 phần. Nhất là phần cán. Phần cán này được cũng được làm từ thép nha. Thép sơn màu đỏ. Đấy, phía trên là inox này. Cái chốt này là được cũng là làm từ các cái từ đồng ấy, mã đồng ấy. Đó. Các chốt này rất là chắc chắn này. Chiếc xẻng mini nhỏ như thế này thôi nhưng mà khá là được đánh giá một cách hoàn thiện rất là tốt này. Đấy, phần dưới là phần cán. Phần cán này cũng được làm từ thép ấy. Được làm từ thép. Đấy. Cái phần dưới này thì được làm từ thép không gỉ này. Rất là chắc chắn. Đấy. Chắc chắn cực kỳ luôn. Các bạn có thể sử dụng cái này để xúc đất được nha. Đừng có để đó. Cái sao của sản phẩm được trang trí theo cấu tạo của nó như thế và lớp, thích hợp cho các bạn mà sử dụng trong các cái cái sự mô hình mini để tạo ra mô hình mini trong hoặc là sản xuất những cái video về các cái các cái dụng cụ mini đấy. Dụng cụ như thế này thì được mua cũng rất là khó đấy các bạn ạ. Không phải là ở đâu cũng bán những cái loại dụng cụ này đâu. Bởi vì đây là những cái dụng cụ đặc thù cho mình. Các bạn chắc có phải lên trên các cái sàn thương mại điện tử lớn để tìm và mua được những cái sản phẩm như thế này đấy. Mua thêm à? Lại phải mua thêm à? Không phải chỉ có những cái xẻng lớn có làm chắc chắn được. Nhiều cái xẻng lớn còn chưa chắc đã làm chắc chắn được một cái loại này đâu nhá. Loại này nhìn thế này thôi, nhỏ như thế này thôi nhưng mà giá khá là đắt đấy. Bởi vì nó là cái sản phẩm khó tìm và ít người sản xuất nên là nó không thể dễ mua nên cái giá thành của nó cũng không phải là rẻ đâu. Một cái này cũng phải rơi vào tầm khoảng là từ vài chục và từ 100 đến 1000 trở lên đấy. Không ít đâu. Một cái xẻng bình thường mình mua bên ngoài nó chỉ rơi vào tầm vài chục ngàn thôi. Nhưng mà cái loại này nó đã rơi vào tầm hơn cả 100 ngàn rồi. Đó. Mọi người có thể thấy được là cái độ khan hiếm của cái này và cái độ đặc thù của cái này đấy. Bởi vì cái này nó không có thông dụng, bởi vì chỉ có những người cần thiết thì họ mới mua cái này thôi, chứ còn cả những cái này thì mình nghĩ là nó không dùng được cho nhiều người đâu đấy. Sản phẩm này thì cũng chỉ có đặc thù như thế thôi đấy. Mọi người có thể nếu mà ai yêu thích các mô hình thì còn mình có thể tìm hiểu và lên các sàn thương mại điện tử để xem nó bán như thế nào. Cảm giác cầm nắm sẽ được thoải mái và chắc tay hơn. Mình đánh giá cái này rất là tốt, hoàn thiện rất là cao nhé, được rất là chắc chắn. Thép thì thật là thép không gỉ rồi. Đây là còn được sơn các cái màu nổi bật nữa. Đấy. Thì nó còn một chút là lỏng lẻo nhưng mà nó chỉ là mô hình thôi nhưng mà vẫn rất là chắc chắn đấy. Đấy. Mọi người có thể tiến lên tham khảo nhá. Đấy, mình xin kết thúc cái phần review cái xẻng mini này của mình ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh của mình để biết thêm những cái sản phẩm thú vị khác.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào.